Có một tin rất là vui cho các anh em, đó là mùa hè năm nay được dự báo là nó sẽ nóng hơn rất là nhiều so với năm ngoái. Có nghĩa rằng là nó sẽ rực rỡ hơn, nó sẽ bùng cháy hơn và nói chung là nó bẩn thỉu hơn, mồ hôi ra bẩn thỉu hơn so với năm ngoái. Nói thật là tôi không biết là các ông thế nào nhưng tôi rất là ghét mùa hè. Mùa đông lạnh thì còn có chăn ấm, còn có chăn điện ấm. Chứ còn mùa hè nói thật là kể cả có nuôi thì cũng không ăn thua. Nóng lắm, không thích. Do vậy trong cái chủ đề của video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các anh em 7 chai nước hoa. Điều đầu tiên chắc chắn rồi là nó phải dùng cho mùa hè. Và cái thứ hai là nó rất là phù hợp, hoặc có thể gọi rằng nó rất là thiện chiến trong điều kiện siêu nóng đó. Không những là dùng được trong mùa hè và cái nữa là siêu nóng. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Nếu như anh em nào mà đang chuẩn bị tìm một cái mùi hương mùa hè, nhất là ví dụ như ở trong Nam ấy, tầm này đang 30 mấy độ, 40 độ, thì các anh em hãy chuẩn bị xem cái video này của mình đó. Còn bây giờ chúng ta hãy ngồi relax và let's go. Chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đó là Nautica Voyage. Chắc chắn là sẽ luôn luôn có người khen kẻ chê chai nước hoa này. Tuy nhiên đối với mình, đây là một chai nước hoa càng nóng thì nó sẽ càng phát huy công lực. Có một câu chuyện là một ông em của mình nó kể với mình thôi, mình không biết là nó có chém hay không, nhưng mà đại ý là nó có kể với mình rằng là kiểu những cái hôm đấy nó xỉ chai nước hoa này và nó có kiểu lời qua tiếng lại với bạn gái của nó. Tuy nhiên khi mà cảm giác nó nóng giận lên ấy, và may hôm đấy nó dùng, nó xịt cái con Nautica này thì cũng vào kiểu ngày nóng ấy, thì ngửi cảm giác là nó cái kiểu nó kiềm chế được ít nhiều phần nào cái máu điên đang dồn lên não. Đại loại là cái mùi Nautica lúc đấy nó bốc ra thì cảm giác nó ngửi nó thư giãn. Thì mình nói thật là mình không biết là nó có chém mình hay không thì mình không biết, nhưng mà đấy là đại ý cái câu chuyện là nó kể với mình là như thế. Thì tiện hôm nay thì tôi kể lại với các anh em. Tuy nhiên thì có một cái mình xác nhận, đó là chai nước hoa này càng nóng thì xài càng thấy rất là ok. Đó thì nước hoa đầu tiên, Nautica Voyage. Chai nước hoa thứ hai mà mình muốn nói đến ở đây đó là Kenzo Le Parfum. Đây, về bản chất đây là một chai nước hoa nữ với sử dụng nốt nước, mùi nước ấy, chứ không phải hương nước biển, nốt water, nốt nước và hoa sen. Và có thể là nhiều anh em đang thắc mắc là tại sao lại giới thiệu cho một chai nước hoa nữ, nhưng mà nói thật là bây giờ nam nữ không thành vấn đề, cứ miễn là thơm và chúng ta phẹt. Và đây là một chai nước hoa mà mình đi làm ấy, mình rất là thích xịt chai nước hoa này, bởi vì cái tông mùi sen của nó tỏa ra cùng với cái nốt hơi nước ấy, nó mix, nó blend lẫn vào một, nó ngửi làm cho mình cảm giác nó rất là thư thái. Nhiều khi mà mình cái kiểu là mình cảm thấy nó ngột ngạt và cái mùi hương này nó tỏa ra, nó phải, nó không, có nghĩa là nó làm cho mình cảm thấy có một cái gì đấy nó relax, và nó giống như kiểu nó hơi một cái gì hơi hướng, kiểu nó thoát xác kiểu như thế. Nghe thì nó hơi quá, thế nhưng mà đại ý mình muốn nói rằng những ngày nóng xịt chai nước hoa này mình cảm thấy nó đỡ khó chịu hơn. Đấy là cái thực tế. Thì anh em nào mà đang muốn tìm một cái chai nước hoa nhẹ nhàng thì Kenzo Le Parfum mình muốn giới thiệu. Mặc dù đây là một chai nước hoa nữ không thành vấn đề, các anh em không phải xoắn. Đó. Chai nước hoa thứ 3 đó là Tommy Hilfiger Farm Man. Đây là một chai nước hoa được ra mắt từ khá là lâu rồi, từ đầu tận 1996, với một cái tông mùi mình nhớ là có sử dụng nốt táo và một vài nốt mình không nhớ. Tuy nhiên đây là một chai nước hoa có cái chất Việt kiểu đó, thơm tho sang nhẹ nhàng bla bla bla. Anh em nói chung là bởi vì mình đã giới thiệu cho một số anh em trong Nam xài và mọi người đều biết ở trong Nam thì nắng nóng như thế nào. Tuy nhiên xài chai nước hoa này thì mọi người đều rất là khen, đều rất là ưng cái bụng. Thì Tommy Hilfiger for Men anh em có thể tham khảo. Ok. Chai nước hoa thứ tư đó là Saint John 3AM. Nốt da thuộc, nốt hương nước, nốt có đồ có ga. Mình đã có một cái video riêng về chai nước hoa này rồi, thôi nhưng thôi chúng ta không cần phải nói nhiều. Tuy nhiên đây là một chai nước hoa mà đa dụng, dễ dùng, thơm, nhẹ nhàng, sạch sẽ bla bla bla. Và chúng ta nếu như muốn sử dụng một cái mùi hương trong cái điều kiện 40 độ mà không sợ gây cái khó chịu cho mọi người ngửi thì Saint John 3AM anh em có thể tham khảo đó.
Chai nước hoa thứ 5 đấy là một sản phẩm của nhà Hermes và nó có tên là H24. Có rất là nhiều những cái ý kiến mình thấy rằng đa phần là chê về chai nước hoa này. Tuy nhiên có một cái điều lạ là mình đã giới thiệu đấy cho một vài anh em, đâu khoảng 4 đến 5 anh em sử dụng chai nước hoa này thì mọi người đều khen, bởi vì cái yêu nhu cầu của họ đó là một chai nước hoa sạch sẽ, đơn giản và sang trọng. Thì những anh em nào, mình nhắc lại là những anh em nào có một trong cần yêu cầu ba cái yếu tố đấy, đơn giản, sạch sẽ và sang trọng, thì Hermes H24 nó là cái mùi hương như thế, với một cái tông mùi khi mà chúng ta ngửi nó sẽ làm cho chúng ta xịt, chúng ta cảm giác có một cái như ở quần áo sơ mi chúng ta đang ví dụ cái mùi chúng ta giặt rũ quần áo xong ấy, cái mùi thơm của quần áo, thì cái H24 này nó cũng là cái kiểu style mùi hương như thế. Đừng đòi hỏi rằng nó sẽ rất là phức tạp, nó có một cái gì thế nó bá đạo thì không phải. Tuy nhiên sử dụng trong một cái môi trường văn phòng và chúng ta không muốn gây khó chịu cho mọi người thì H24 là cái mùi hương như vậy. Ok, chai nước hoa thứ 6 một sản phẩm của nhà Dior Postagen. Đây là một chai nước hoa có sử dụng nốt diên vĩ, nhũ hương và mật ong. Cái cảm giác của mình khi mà xịt chai nước hoa này đó là có một chút vị phấn, vị thơm ngậy nhẹ của nhũ hương. Có một cái comment trên Fragrantica mà mình cảm giác là nó rất là đúng với ý mình, đó là họ nói rằng khi mà chúng ta xịt thì anh bạn ấy cảm giác rằng nó giống như kiểu là cái vị thơm dính nhẹ nhẹ ngậy ngậy của lipstick son môi ấy. Đúng là mình xịt chai nước hoa mình có một cái cảm giác như thế. Và nếu mà chúng ta muốn một cái mùi hương sử dụng kiểu như trong không gian hẹp và thơm tho sang trọng thì Dior Postagen luôn luôn là cái sự lựa chọn, nói chung là chuẩn chỉnh, không phải nói nhiều đó. Và chai nước hoa cuối cùng đó là Prada Luna Rossa. Nhà Prada luôn luôn có một cái phong cách làm mùi sang trọng, nhẹ nhàng, nam tính. Cái cách làm mùi của họ không bao giờ giống như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, không bao giờ cái kiểu wow, không bao giờ kiểu như thế, mà rất là nhẹ nhàng, lịch sự, nam tính. Và Prada Luna Rossa cũng không phải là ngoại lệ, với nốt hương chủ đạo của nó là oải hương, rất rất là thú vị. Nói chung là anh em nào mà muốn một cái mùi hương mà nó vừa đủ tất cả mọi cái trong giới hạn thì Prada Luna Rossa sẽ là cái mùi hương mình chúng ta cũng có thể tham khảo đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em 7 chai nước hoa mà chúng ta có thể sử dụng trong những điều kiện siêu nóng khổng lồ kiểu như vậy. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Còn bây giờ xin chào, bye bye và hẹn gặp lại.